Sau mấy mươi năm vắng bóng, nay thương hiệu thức ăn nhanh của Mexico Taco Bell đã quay trở lại thị trường của Nhật Bản. Hàng dài người đã xếp hàng vào hôm nay để được là những người đầu tiên bước vào cửa hàng của Taco Bell ở Tokyo. Taco Bell lần đầu tiên xuất hiện ở Tokyo vào những năm 1980, nhưng đóng cửa sau 10 năm hoạt động. Để đón chào sự kiện Taco Bell quay trở lại, đã có ít nhất 150 người xếp hàng dài trước nhà hàng này trên một con đường nhỏ tại quận mua sắm sầm uất nhất Tokyo, Shibuya. Một phần cũng vì chương trình khuyến mãi miễn phí một suất cho 100 người đầu tiên bước vào cửa hàng. Có người cho biết đã cắm trại ở đây từ đêm trước để là người đầu tiên. Tôi đã ở đây 8 năm, tôi đang McDonald's, Burger King, nhưng không có cái gì giống Taco Bell. Taco Bell cho biết trong năm nay sẽ mở thêm một nhà hàng nữa tại Nhật nhắm vào giới trẻ của thị trường này. Quận Shibuya rất có tiềm năng và trẻ trung, đó là mục tiêu mà thương hiệu của chúng tôi nhắm tới. Shibuya là một địa điểm lý tưởng để chúng tôi bước đầu đặt chân quay trở lại Nhật Bản. Bánh taco bán tại Nhật Bản giá 320 yên tương đương 2,6 đô la Mỹ. Còn bánh burrito giá 500 yên tương đương 4,2 đô la Mỹ, cao hơn một chút so với ở Mỹ. Hiện Taco Bell có 6.250 nhà hàng ở Mỹ, 250 nhà hàng ở 26 quốc gia trên toàn cầu. Trước đó vào năm 2010, Taco Bell đã trở lại Hàn Quốc. Còn vào năm 2008, Taco Bell rời thị trường Trung Quốc và đến giờ chưa quay trở lại.